Một lần nữa khi mà tôi lại tiếp tục xem lại cái trailer của Chúng Ta Mùa Này thì cái cảnh mà Levi xuất hiện ở phía sau cái cúp cùng Taki di chuyển chung với Bia để làm bộ ba đối trọng thì đúng, thế trận của VCS mùa này hiện tại nó vẫn đang là như vậy. Cuộc đối đầu giữa ba đội tuyển top trên là Viking, Gam cùng với TS, nó lại dựng ra một cái thế hình như cũng là một thế chân kiềng thì phải. Giống như ở trận mùa xuân, nghĩa là Gam đánh bại được Viking, Viking lại đánh bại Team Secret, Team Secret lại đánh bại được Gam Esports, và chúng ta đang có được một cái vòng lặp như vậy. Viking tổng thể lại thì họ đang là đội làm tốt nhất khi đứng đầu bảng xếp hạng của chúng ta, sau đó là đến Gam Esports và Team Secret. Thế trận đang cực kỳ căng thẳng ở trên nửa trên và cũng là một thế trận cực kỳ căng thẳng luôn ở nửa dưới. Nhưng mà lần này sau khi mà chúng ta đã có những cái sự thay đổi về nhân sự thì đã có một cái tên bắt đầu vào đường đua, Team Well. Nhưng mà không biết là cái khoảng thời gian này có đủ để cho họ có thể quay ngược trở lại vào cái đường ray không, khi mà đoàn tàu của họ đang cảm giác hơi bị trật nhịp một chút xíu. Tôi nghĩ rằng là họ sẽ cần thời gian, ít nhất là để cho các tuyển thủ có thể làm quen với một kiểu giao tiếp thông tin đã. Bởi vì chúng ta đều biết được rằng là một đội tuyển mà có đa dạng ngôn ngữ về các cái gọi là ngôn ngữ mà các tuyển thủ trong đó giao tiếp với nhau thì sẽ rất là khó. Bởi vì trước kia thì bên phía Team Will sẽ chơi với một đội hình là 5 tuyển thủ giao tiếp bằng tiếng Việt, bây giờ lại phải có 2 tuyển thủ giao tiếp tiếng Hàn nữa, thì sẽ có những quãng gọi là đội này nói và những cái thành viên còn lại không hiểu được, thì nó sẽ tạo ra những cái khoảng gọi là bị miss những cái thông tin với nhau ạ. Thì đó có thể là vấn đề bên phía của Team Will cần phải cải thiện. Nó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn, tại vì tôi không nghe rõ được họ giao tiếp cái gì. Có lần tôi đi ngang qua thì nó sẽ là giao tiếp ba ngôn ngữ anh Khải à, vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt và tiếng Hàn. Như vậy thì làm sao để 5 người cũng có thể hiểu ý nhau? Tại vì Gam khi mà cuộc đối đầu với là Team Well, rõ ràng họ đã gặp rất nhiều vấn đề ở trong ván 1 nhưng cuối cùng vẫn lật được. Tại vì Gam có khả năng có thể miêu tả cho nhau rất là chi tiết về một pha setup, như là tôi giao tiếp với anh, tôi miêu tả phút này làm gì, cần focus vào ai. Nhưng mà đối với Team Well thì cái đó đang là một vấn đề rất lớn. Nhưng ngay lập tức chúng ta đến với ván 1, cuộc đối đầu giữa Viking Sport và Sovereign Sport. Viking sẽ xuất phát ở đội xanh, còn Sovereign sẽ là đội đỏ. Những lượt cấm đã được đưa ra rồi, những con bài mạnh ở trong trận đấu game đều đã bị loại bỏ đi từ cả hai bên. Rekton trong quãng gian gần đây, tôi đang định nói là Rumble yếu thế thì Rekton sẽ có cơ hội để trở lại khi nó không còn nhiều những con vị tướng gọi là khắc chế cứng nữa. Thì cả Rumble và Rekton đều nằm trong những lượt cấm bên phía của Viking Esports. Rất nhiều những sự tôn trọng dành cho Full, vì anh ta là một trong những người chơi có cái kỹ năng xử lý cá nhân rất là cao. Tôi thường hay đùa vui Full là gọi là nhà vô địch trong thể thức gọi là liên minh huyền thoại đơn nam đấy, top 1 đơn nam đấy. Thì rất nhiều vị tướng đường trên bị cấm rồi, Zara vẫn nằm trong những lượt cấm mặc dù đã có những cái sự điều chỉnh sức mạnh nhẹ vào cái khả năng gọi là tạo ra những cái mầm cây đến từ cô nàng này. Để xem bên phía Viking sẽ lựa chọn gì đây, vẫn còn tương đối nhiều những xạ thủ mạnh ở đường trên, xin các bạn là đường giữa đây, Lucian đang được nhá. Gần đây thì cái cách cấm và chọn của Sovereign Sport, tôi không biết là nó có hơi phí phạm sức mạnh của Bull hay không, khi mà thường sẽ cho Bull bích trước và để cho cặp bot sẽ bích sau. Nhưng mà thời điểm hiện tại lại, vừa nói xong rồi. Lại một lần nữa, khi mà Jack ở phiên bản 14-14 cũng đã có điều chỉnh ở cái chiều phản công rồi, nên nó sẽ là vấn đề rất là lớn ở giai đoạn early game khi mà trao đổi Jerry. Được không? Jerry thì bạn sẽ có được cái gọi là sự thoải mái để có thể luân chuyển ra đường giữa và đường dưới đều được. Đối phương cũng chọn Lucian cũng có thể chơi được, thậm chí là ba đường luôn. Tính với cái trận tướng Lucian luôn. Này thì bên phía của Sovereign Esports tôi nghĩ rằng nên lấy luôn rừng đây rồi, Sejuani hợp lý mà thôi, kết hợp với Jerry cũng ổn ở khu đường giữa, còn nếu không thì cũng sẽ là một gọi là chốt chặn vững chắc cộng thêm khả năng mở giao tranh từ xa nữa. Lucian là một vị tướng mở, nếu như có khả năng Lucian được đưa ra mid thì anh Khải có kỳ vọng được thấy kèo đối đầu giữa Lập Lăng cùng với Lucian hay không, khi mà Richard Wan, Lập Lăng là tướng tủ của anh ta nha. Nếu như Lập Lăng được xuất hiện ở đây thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ là một kèo tương đối là khó gì với Trang Hoàn đấy. Bởi vì Lucian cũng sẽ có được kỹ năng lướt để thoát ra khỏi sát thương đến từ cú biến ảnh nữa, cho nên vẫn sẽ là một kèo kỹ năng. Tôi chưa dám khẳng định được chất tướng nào sẽ hơn chất tướng nào. Nếu có Kennen ở khu vực đường trên dành cho Nanue này thì sẽ có thể là một phương án khó dành cho Pool đây. Nếu như anh ta chọn Jax hoặc là Camille thì tôi nghĩ là vẫn chơi được. Kennen sẽ là một sự lựa chọn khá là phủ đầu dành cho Pool ở khu vực đường trên. Sẽ có lời là Jay đáp trả như nào đây? Jay được bắp khá là mạnh vào cái cầu sấm, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy đội tuyển nào dám đem nó ra cả. Sẽ là một vị tướng vai u thịt bắp ở khu vực đường dưới dành cho Tahahi, Leona. Tahahi đánh con reo khá là hay, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì bên phía của Sovereign Sport không ưu tiên.
Nhưng mà tôi thấy là Leona bắt cặp với Sejuani nó sẽ tương đối là hay với những tiếng mũi áo tranh từ nhiều góc khác nhau. Còn con Reo nó sẽ bị một cái là bạn chỉ có một kiểu lao vào thôi, cho nên đối phương sẽ rất dễ để có thể khắc chế với những con bài đang phía bên kia như là Kennen như Maokai, làm choáng một nhịp vào là con Reo cũng sẽ rất dễ nằm xuống mà thôi. Alistar bị cấm vừa đấm nhắc đó, thì bên phía của Sevet cũng đã gọi là tính tới các tình huống rồi, họ đang muốn loại bỏ dần đi những cái vị tướng chống chịu, bởi vì bên phía của Viking thì mới chỉ có một mình con Maokai mà thôi, và họ vẫn đang cần là một hỗ trợ và một đầu ra sát thương nữa. Rất là đồng ý với anh Khải khi mà bên phía của Solistot cái khung đội hình này, và đặc biệt là chất tướng của Leona luôn này. Dù là Leona hay là Rail thì bạn cũng rất là sợ của Alistar. Alistar là vị tướng đánh phòng ngự phòng công rất là tốt. Những cái nhịp lao vào giao tranh của bạn khi mà nó bị trật nhịp thì với cái đội hình này là đội hình mở nhịp 1 và tạo khoảng trống cho Jerry bắn, và không tạo được khoảng trống thì Jerry cũng không có góc chơi. Đây sẽ là vấn đề rất là lớn. Cấm luôn Nami. Họ đang sợ là Lucian Nami ở khu vực đường dưới à? Vẫn có trường hợp đấy xảy ra. Bởi vì Lucian Nami về cơ bản vẫn làm cặp đôi mạnh. Và nếu như đây là một con Jerry đường dưới, không, thực ra nếu mà với bản thân tôi thì tôi sẽ không quá lo ngại nếu như đánh Jerry ở khu vực đường dưới cộng thêm cả Leona mà lại phải cấm Nami đâu. Thì tôi nghĩ rằng là họ đang muốn gọi là Jerry đường giữa. Tôi cảm giác rằng đây vẫn sẽ là một con Jerry đường giữa mà thôi. Vì hiện tại Jerry đường giữa vẫn là một cái gì đó nó rất là mạnh để chám vào chỗ của con Tristana bị nớp đi quá là nhiều. Còn bên phía của Viking thì họ cũng phần nào đoán được là... Anh wow! Poon! Anh ta vẫn đang là hay một ẩn số. Hay là đi chơi ăn nhỉ? Thôi tôi nghĩ sẽ là Poon. Poon vẫn đang là một ẩn số. Và lần này thì... Không, tôi đang nhìn thấy con On. Cả hai bên đều đang có một lối cấm chọn. Con hả? Rất hắc não nha, rất hắc não nha chúng ta luôn. On Senna lắp vẫn được, đúng rồi, On Senna. On Senna. Rồi Kennen khu vực đường trên và Lucian khu vực đường giữa. Form đội hình của Viking đã chuẩn. Còn Serespot họ sẽ chọn gì đây? Jerry sẽ là xạ thủ đường giữa hay là xạ thủ đường dưới? Lựa chọn cuối cùng sẽ lật ra tất cả. Vẫn đang thiếu phép. Bên phía của Serespot có chọn phép hay không? Tại vì bên phía bên kia đã có On rồi, sẽ có một cái lá chắn khá là vững vàng, cần phải bổ sung sức mạnh phép thuật. Kai'Sa, đúng rồi. Rồi, như vậy sẽ là Kai'Sa bắt cặp với Leona khu vực đường dưới, đối đầu với Senna On. Nasus khả năng cao đường trên mà thôi. Sẽ là những tình huống farm bằng lửa tâm linh từ xa và cấu rỉa luôn vào con Kennen trong tay của Nanue. Khả năng cao đây sẽ là con Kennen. Nếu mà muốn đè đường thẳng vào con Nasus, tôi nghĩ rằng là Kennen sát thương vật lý, đúng không? Còn nếu mà để hướng tới những pha tranh đẹp mắt thì Kennen AP dành cho Nanue mà thôi, vẫn rất linh hoạt. Những sự lựa chọn rất là thú vị đến từ cả hai đội tuyển, và Serespot họ biết được cái tiên cơ nếu như bạn đối đầu một đội tuyển mạnh cần phải có sự bất ngờ. Và hôm nay những sự bất ngờ đã được đem ra, và các huấn luyện viên cũng đã đấm tay nhau rồi, và mời các bạn đến ngay với trận đấu đầu tiên của đối đầu giữa Viking Sport và Serespot. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với VSET 2024 mùa hè, và chúng ta đang bước tới tuần thi đấu thứ 5. Và hôm nay chúng ta sẽ có cặp thi đấu đầu tiên diễn ra giữa hai tuyển Viking Sport đối đầu với Serespot Esports. Hai đội tuyển đang đứng ở hướng đối lập nhau trên bảng xếp hạng, khi mà Viking Esports đang chễm chệ ở vị trí thứ nhất với 6 điểm có được, trong khi đó thì Cyber Esports đang chỉ có được 1 điểm. Và đây là một trận đấu dự là sẽ rất là khó khăn cho bên phía của Cyber Esports, thì họ lại mang ra một lối cấm chọn rất là thú vị với những con bài mới tại phiên bản 14.14. Và đặc biệt là khu vực đường trên với một con Nasus khả năng cao sẽ chơi theo thiên hướng cấu rỉa với chiêu Airy đến từ đường trên của Cyber Esports pool. Đối đầu cùng với đó sẽ là Kennen của Nanue. Đồng ý với anh Tùng, nhưng tôi đang thắc mắc là liệu rằng sẽ lên những cái món đồ sau như thế nào. Đầu game thì chắc chắn là phải cầm một cái nhẫn Doran cùng với cả có thể sẽ là triệu hồi Airy hoặc là cái thiên thạch rồi. Nhưng để xem là cái phong cách lên đồ của anh chàng này về sau sẽ là như thế nào đi chăng nữa. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cặp thi đấu ngày hôm nay, khi mà Serespot họ đang rất cần điểm để có thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng, và đặc biệt là họ có thể lọt vào vòng playoff. Trong khi đó thì đây là thời điểm mà Viking Sport họ có thể thử nghiệm những chiến thuật khác nhau. Họ có thể gọi là thụy uy sức mạnh một chút với các đội tuyển nhóm dưới với những chiến thuật mới. Và ngày thi đấu hôm nay thì họ cũng lựa chọn một bộ đôi đường dưới khá là an toàn với Senna cùng với On. Với phong độ hiện tại của Poon cùng với BA, họ hoàn toàn có thể là những chất tướng carry hạng nặng ở khu vực cánh giữa bản đồ. Nhưng ngày hôm nay họ sẽ nhường sân diễn lại cho khu vực cánh trên của họ với Lucian cùng với Kennen, hai chất tướng đường đơn tay dài, và cùng xem là cách vận hành đội hình của Cyber Esports để chống lại đội hình tay dài của đối phương như thế nào với những lựa chọn của họ. Tôi nhớ không nhầm thì trong quá khứ đã có một lần mà MBE dùng con Nasus khu vực đường trên để khắc chế Kennen, nhưng nó không hiệu quả.
Và cũng không biết là Kenen sẽ lên đồ theo kiểu như thế nào nữa. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi kèo đấu ở đường trên vô cùng thú vị này. Trong đó thì Senna cùng với cả On, cặp đôi này đường dưới thì trước cấp độ 6 sẽ khá là yếu. Nhưng khi mà đã có cấp độ 6 rồi và càng về giai đoạn sau thì cả hai vị tướng này đều có khả năng scale theo thời gian cực kỳ khỏe nữa. Do đó chúng ta sẽ cùng chờ đợi rằng liệu Kai'Sa cùng cả Leona sẽ thể hiện như thế nào trong giai đoạn đi lên, đặc biệt là với những pha ép góc đến từ một con bài Leona này. Trong khi đó thì ở đường giữa chúng ta sẽ có một kèo thi đấu mà có sự hỗ trợ đến từ những người chơi đi rừng sẽ là điều vô cùng cần thiết. Jerry đối đầu với cả Lucid. Đây là một kèo đấu có lẽ sẽ xuất hiện nhiều tại phiên bản 14.14 sau đợt chỉnh sửa sức mạnh của bộ đôi Tristana cùng với Corki. Thì tỷ lệ xuất hiện của Tristana và Corki tôi nghĩ rằng vẫn sẽ có, nhưng nó sẽ ít đi so với phiên bản 14.13. Và trong một meta mà những món trang bị xạ thủ vẫn đang rất rẻ tiền và hiệu quả, thì việc nhiều xạ thủ xuất hiện trong một ván đấu nó là chuyện rất thường xuyên xuất hiện ở tại giải đấu của chúng ta. Và ở khu vực đứng giữa thì khi không còn Tristana Corki, lại có thêm Lucian cùng với Jerry. Lucian trước đó thì có thể đi đường thua một chút so với những chất tướng như là Tristana cùng với Corki tại phiên bản cũ, nhưng tại phiên bản này thì có vẻ đây sẽ là một vị tướng đi đường mạnh hơn trông thấy. Như vậy là chúng ta vẫn lọt ra là con Lucian cùng với cả Jerry ở đường giữa này. Thực sự là trải qua một quãng thời gian dài chúng ta được chứng kiến là rằng là những vị tướng xạ thủ đang được ưu ái quá nhiều trong vai trò đường giữa, và có lẽ một phần nào đó do cái ảnh hưởng đến từ cái việc mà Riot họ tăng sức mạnh dành cho những trang bị dành cho nhóm xạ thủ nữa. Và hơn nữa thì sang phiên bản 14.15 thì những vị trang bị như là giao điện hay là cái bóc diệt cũng sẽ bị giảm sức mạnh. Thì chúng ta sẽ hy vọng rằng là những cái pháp sư truyền thống sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn, như là Azir, như là có thể sẽ là những vị tướng mới như là con bài Aurora chẳng hạn, hay là những vị tướng như là Leblanc. Tôi nghĩ rằng đến phiên bản 14.15 tại giai đoạn vòng playoff của chúng ta thì sẽ có nhiều những lựa chọn hơn nữa tại khu vực đường giữa, không chỉ là những xạ thủ mà nhiều những pháp sư cũng có thể trở lại, và nó sẽ đa dạng chiến thuật hơn dành cho các đội tuyển ở tại VCS để họ có thể trình diễn nhiều những lối chơi khác nhau hơn. Còn ngày thi đấu hôm nay thì đã có một chút những sự mới mẻ đến từ lối cấm chọn của Spray Sport. Dù sao thì con Nasus cũng là một cái con tướng mà nó khá là hợp với hình ảnh của Spray, đúng không? Đúng vậy. Đó, chỉ có một đầu nhưng mà hy vọng rằng cái một đầu này có thể tỏa sáng được, bởi vì Poon vẫn là một trong những người chơi có thể rất nói dị, là sử dụng những vị tướng rất là dị ở đường trên. Và hơn nữa thì Nasus thì vẫn là một cái điều gì đó cực kỳ kinh hoàng khi mà tầm giai đoạn mid game, bắt đầu tầm phút thứ 15 đến 20 có thể xuống núi được rồi, thì khi đó sẽ tạo ra một cái sức ép quanh những mục tiêu lớn, và để xem là con Nasus này có thể có đi đường ổn trước một con Kennen hay không, và con Kennen này có thể lên đồ theo hướng sát thương vật lý hay sức mạnh phép thuật. Thực ra tôi nghĩ rằng sức mạnh phép thuật để lên cái mặt nạ để lên con Nasus này cũng khá là dễ dàng, và nữa nếu như lên sát thương vật lý thì vẫn sẽ là một cái gươm suy vong, để xem anh chàng này sẽ lên món gì. Đúng, cái hướng lên trang bị của hai người chơi đường trên cũng sẽ rất là quan trọng ở trong ván đấu này. Tôi không biết là Nasus sẽ lên theo kiểu là nhiều những món trang bị cộng AP, hay là sẽ chỉ lên theo kiểu nhẫn Doran, sau đó thì hướng tới những món trang bị như kiểu là tam hợp kiếm để bắt đầu stack những cú quy lại, và đến thời điểm nào thì anh ta sẽ bắt đầu di chuyển để giao tranh chung với đồng đội, vì đây thực ra vẫn là một chất tướng giao tranh rất là lù đủ. Và phía bên kia thì đội hình của Vike Esports lại có rất nhiều hiệu khống chế. Họ có On khu vực đường dưới, họ có những chất tướng tay dài như là Lucian, rồi Senna, rồi Kennen, lại còn có thêm Maokai nữa, rất nhiều hiệu khống chế. Như vậy là cái cách vận hành của Nasus ở trong ván thi đấu này cũng không hề dễ dàng một chút nào bởi Cerberus. Và để xem là anh chàng Poon thì sẽ xử lý như nào, bởi vì bên phía bên kia thì quá nhiều khống chế rồi. Thì rõ ràng là những tác động của những người chơi đi rừng trong ván thi đấu này cũng sẽ đặc biệt quan trọng nữa. Chúng ta hơi ít nhắc tới những người chơi đi rừng, nhưng bây giờ chúng ta bỏ qua một bên, chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu đầu tiên diễn ra giữa hai đội tuyển Spray Sport đối đầu với Viking Sport. Vâng, và cùng xem là những bước di chuyển đầu tiên của hai bên thì có gì đặc biệt hay không, và liệu rằng bên phía của Spray Sport họ có xử lý dọn đường đủ tốt hay không nữa. Đội hình của họ là một đội hình cũng có sức đi đường ở mức độ trung bình khá. Và cùng xem là cái cách mà đường trên của cả hai bên kiểm soát khu vực đường của mình như thế nào. Như vậy sẽ là một con Nasus sách phép chứ không phải là triệu hồi Airy. Còn phía bên kia thì Kennen bước chân thần tốc, tức là có thể là một con Kennen AD đẩy lẻ. Để xem nhé, chúng ta phải cùng chờ đợi để biết rằng là Naoe sẽ lên đồ như thế nào. Tôi nghĩ rằng Nasus sách phép vẫn ok, không phải là Poppy sách phép là ok rồi. Còn bây giờ Slowzy sẽ là người cầm bước chân, Richard Ban cũng sẽ là bước chân. Ở bên phía bên kia On trong tài Sogan cũng sẽ là một cái sách phép, và BE cầm Senna chứ không phải là Sogan. Sogan thì ở trong cặp thi đấu trước anh ta cầm Nautilus và xử lý rất là tốt rồi. Bây giờ Viking Sport họ đang muốn đi thẳng vào phần rừng của đối phương, nhưng trước đó thì Sport họ để lại một con mắt ở trong cái phần rừng của mình. Và liệu rằng có phải là một tình huống chủ động đổi cái vòng rừng đến từ Guri, hay chỉ là một tình huống di chuyển để lấy thông tin vòng rừng đầu của Meliodas mà thôi. Quyết định đến từ Guri là khởi đầu luôn ở tại khu vực bãi chiến quyền biến dị của Spray Sport để có được áp lực ở tại khu vực cánh trên. Và đây sẽ là một áp lực không hề nhỏ dành cho Poon. Và để chờ đợi xem là Meliodas anh ta là có đi thẳng phần rừng đối phương không. Chắc chắn là bên phía của Spray họ biết rằng Guri đang ở trong phần rừng của mình rồi. Thì hiện tại Meliodas đang ăn bờ xanh. Và sau con bùa xanh này thì quyết định của anh chàng này là ăn sói, ăn cóc hay là chạy thăng sừng đối phương. Bây giờ Nano cấp độ 1 nâng e trước cấu rỉa máu khá đau của người Poon.
Tun cấp độ 1 anh ta cũng nâng vào kỹ năng Q để có thể bắt đầu tích số của quyền trợ linh hồn. Nhưng mà việc nâng Q ở cấp độ 1 thì anh ta chắc là phải nhìn con Kennen đẩy lính hơi lâu. Và liệu rằng với cái vòng rừng này, Guri quyết định là cướp hai bãi, sau đó chạy thẳng ra khu vực đứng giữa để tấn công vào vị trí của Richard. Mất rất là nhiều máu đến từ Richard sau tình huống kích hoạt sẵn sàng tấn công của KT. Và như vậy là Guri sẽ có thể có một vòng rừng 3 bùa. Và hiện tại thì đã có hai bãi vòng rừng rồi. Đây là một vòng rừng khá là thành công bởi người trên rừng của Viking. Còn đường dưới thì đang cố gắng ép góc bởi Tahi. Chúng ta biết rằng kẹp đôi Senna cùng với cả On sẽ khá yếu ở trước cấp độ 6. Nên là bên phía của Sớm họ đang muốn tận dụng điều này. Còn ở đường trên thì Pun chỉ còn nửa máu mà thôi. Sejuani trong tay của Meliodas, anh chàng này đang muốn đi thẳng sang phần rừng đối phương. Và có vẻ như là Maokai Guri không biết điều này. Và như vậy là Meliodas anh chàng này sẽ cướp lại cục đỏ. Sẽ gỡ được một con bùa đỏ dành cho Meliodas và anh ta cũng có thể có thời gian trống để cướp thêm bãi người đá trước khi tiến xuống khu đứng dưới hoặc là kiểm soát khu khu dưới. Còn quyết định đến từ Guri là chỉ về nhà và giải quyết bãi chim kiểu biến dị, sau đó lên lại khu vực rừng cánh trên mà thôi. Pun tiếp tục gặp những sức ép đến từ Kennen của Narue và anh ta đang cố gắng phục hồi lại với cái khả năng phục hồi từ cái ngọn gió thứ hai mà thôi. Khiên Doran cùng với ngọn gió thứ hai. Và thêm liên tục những đòn công gì như này thì không biết là liệu rằng anh ta trụ đến bao lâu đây. Tôi nghĩ rằng anh chàng này vẫn lên đồ theo hướng ta hợp kiếm như bình thường thôi. Nhưng rõ ràng với kiểu lên đồ và với việc mà sử dụng cái khiên đô ra thì anh chàng này sẽ khá là khó khăn ở những thời điểm đầu của ván thi đấu này. Ở đường dưới thì Zao Tahi cũng cả Slowzy liên tiếp áp lực 21 so với 23 trưởng lính. Và cặp đôi đường dưới của Viking vẫn đang farm rất là tốt. Họ vẫn đang farm rất ổn. Shogun vẫn đang thể hiện khả năng lát hit rất là chuẩn chỉ và anh ta còn có thêm một cái viên hồng ngọc vừa được đúc ở ngay trên đường nữa. Thì sức chống chịu này đến từ bộ đội đường dưới của Viking Esports, sức trụ đường của họ. Có lẽ khó lòng mà bên phía của Sebrae Sport có thể có một pha tấn công. Và quyết định đến từ Meliodas là di chuyển xuống khu vực cua dưới. Những cái vòng rừng này là vòng rừng vẫn lỗ hơn so với cái vòng rừng mà Guri đang có. Thậm chí là Guri lại tiếp tục có định tấn công sang bãi chim kỳ biến dị của Sebrae Sport thêm một lần nữa. Đây là bãi chim thứ hai và KT là người đẩy đường giữa này. Tiếp tục có giao tranh giữa hai người trên đường rừng. Guri lùi về một nhịp kích hoạt dư chấn lên. Và giờ Guri, anh chàng bị làm choáng. Và Leona trong tay Tahi đang tới. Và ngay lập tức thì Guri phải lùi về đường giữa. Có chiến công đầu dành cho KT. Sức đi đường với Lucian sẵn sàng tấn công và KT đã đủ khả năng để có một mạng solo kill dành cho chính bản thân mình. Còn khu vực đường trên thì Pun bắt đầu phải nhấn những cái bình thuốc mang theo để lấy lại lượng máu và khả năng phục hồi đến từ nội tại của Nexus cũng tương đối đáng kể. Nhưng trước khả năng cấu rỉa đến từ một con Kennen lên kiếm Doran trước của Nanoe thì vẫn đang là rất khó khăn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống solo kill mà KT đã có đủ cái lượng sát thương với một con Lucian cấp độ 4 của mình. Lướt lên và bắn một tia sáng xuyên thấu đủ sát thương luôn. Wow. Với một pha tia sáng rực cháy cuối cùng. Và một chiến công đầu, mạng chiến công đầu dành cho KT thì là một điều vô cùng cần thiết trong kèo đấu giữa hai xạ thủ đường giữa này. Còn đường trên, Pun đang còn một chấm máu, bắt buộc phải sử dụng la hóa. Đường dưới tiếp tục có giao tranh. Sogan đứng lên cao nhưng pha này pha mà Viking có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giật củ trò thành công, Sogan đang bị tấn công. Slowzy đang bị làm chậm và BE lui về được xử lý cực kỳ tuyệt vời đến từ Viking Sport. Và cơ hội tấn công của Sabot dừng lại ở đây. Như đã nói thì sức chống chịu của Shogun đủ để anh ta có thể sống sót trong những tình huống tấn công đến từ đối phương. Và quan trọng là Sebrae Sport họ cũng không quyết định đầu tư all in trong pha vừa rồi. Những phép bổ trợ như là tốc biến hay là thiêu đốt của Tahi vẫn còn, nhưng họ xác định là sẽ không đủ sát thương và quyết định đến từ cả hai bên là rút lui. Shogun thì sẽ có một cái dịch chuyển để trở lại khu đường dưới. Còn đường giữa với cách biệt khoảng chừng một tân lính, nếu mà KT làm tốt ở lính này cùng với một mạng solo kill chiến công đầu thì đây vẫn sẽ là khu vực đường cho phép Viking Sport rất chủ động. Và cùng xem là sâu một thì liệu rằng Sebrae Sport họ sẽ làm gì? Tôi nghĩ là phải bỏ rồi. Với bộ ba cánh trên đang yếu hơn so với đối phương, họ có lẽ sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện bỏ qua con solo lượt 1. Và Nasus của Pun chuẩn bị lấy cấp độ 6, trong đó thì Nanawe về nhà đóng thẳng một cái dây thủy ngân chạy lên đường trên, đã có bão sấm sét ở trên người. Do đó thì thời điểm này, thời điểm mà Viking Sport họ ổn định ở giai đoạn đi đường ở đường trên và đường giữa đã, sau đó thì để cho Maokai Guri sẽ tiếp cận bãi sâu này, thậm chí còn cua xuất hiện ở khu vực sông trên nữa cơ. Meliodas đang tận dụng thời điểm này tấn công xuống vào dòng và đây là điều cần thiết mà anh chàng này cần phải làm do cặp đôi đường dưới của Salud bóc đi cái thanh thần của BE. Và rõ ràng là anh ta cũng không có cơ sở để cạnh tranh những con sâu lượt một khu cánh trên, nên cả hai bên sẽ hài lòng với việc đổi mục tiêu. Đối với Viking Esports thì họ cũng sẽ đặt nặng trọng tâm vào những con sâu hơn vì họ có đội hình đầy lẻ, còn khu đường dưới cũng có một vài pha va chạm. BE cùng với Shogun đang có những lượng máu tốt hơn. Slowzy mất cho mình thanh tẩy và anh ta mất máu cực kỳ nhiều, nhưng tình huống giật trò làm choáng tốt của Tahi đã cản đi một đòn đánh tay của BE. Và cái đòn bắn tay của BE thì nếu như nó tung ra tôi nghĩ vẫn chưa đủ sát thương ở pha thi đấu đó. Nhưng hiện tại thì Viking họ đang làm chủ kèo đấu ở đường dưới này. Có lẽ rằng vừa rồi là Slowzy dính một pha hất tung đến từ Sogan và từ đó thì lượng máu của anh ta tụt không phanh. Guri sẽ ăn xong 3 con sâu ở khu vực sông trên này, trong khi đó thì con rồng chưa được ăn bởi Cerberus. Họ không đủ sát thương với một con xe Juni và hơn nữa thì đường dưới Slowzy cùng với Tahi, anh chàng này đã bị đẩy lui đến từ cặp đôi đường dưới của Viking. Tôi nghĩ rằng pha đó nếu mà solo 1-1 với rồng thì tôi nghĩ là Meliodas thực ra là ăn được đó.
Nhưng mà anh ta thấy đường dưới của mình gặp nguy hiểm và anh ta có một nhịp di chuyển xuống để hỗ trợ dành cho bộ đôi Slowzy cùng với Tahi. Và chính cái nhịp di chuyển đó khiến cho anh ta bị bỏ lỡ một con rồng nguyên tố cánh dưới. Và Viking Esports thì họ đang có một tình huống di chuyển cướp rừng đến từ Guri. Đây là cấp độ 6 dành cho Guri so với cấp độ 5 của Meliodas. Và kể cả là có Tahi, nhưng sự chủ động đến từ KT với con Lucian đẩy đường liên tục cùng đường giữa vẫn đang cho Guri sự tự tin rất cao. KT mất đi thanh trừng rồi và hiện tại thì Guri đã có con bùa đỏ này. Do đó thì tôi nghĩ rằng Viking Esports có thể 2 đánh 3 nếu như họ đánh kéo vẫn đánh được. Nanawe đang là người đẩy đường trên và khiến cho Pool gặp khá nhiều sự khó khăn này. Pool không biết anh chàng này có bao nhiêu stack rồi. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này cũng chỉ tầm khoảng độ 50 stack. Rồi 84 khá là ổn. Một tình huống ganh khu vực đường trên đến từ BE và bắt buộc cho Pool phải dùng cú chiêu cuối để lấy máu. Nhưng anh ta liên tục bị rút rỉa cái lượng máu của mình ở trong tình huống này. Và liệu rằng có một tình huống all in hay không? Lượng sát thương đến từ bộ đôi của Viking Esports tôi nghĩ là hết rồi. Nhưng họ vẫn đang rút rỉa tiếp. Có ba sâu nên bào những cái lớp máu của trụ này khá là tốt nha. Bây giờ Subrut họ sẽ phải lùi về đường trên này mà thôi. Trong đó những thành viên còn lại của Subrut họ đang nhắm tới con rồng này. Và On trong tay của Sogan là người sẽ hứng cái quây lính đẩy vào cái phần trụ đường dưới này. Còn đường giữa thì KT đang dựa vào cánh trên của mình, tạo ra những sức ép lên người của Winchawan. Và có lẽ chúng ta cũng đã hiểu lý do vì sao mà Sogan là người đánh con On, còn BE lại là người đánh con Senna, vì anh ta sẽ raming rất nhiều. BE là một hỗ trợ có khả năng raming và anh ta đang muốn hạ gục Pool trong tình huống này. Sát thương họ là chưa đủ, sức chống chịu đến từ Pool vẫn là tốt trong tình huống này và anh ta còn lại khoảng chừng hơn 100 máu nhưng chưa bị dứt điểm và có cho mình cấp độ 8. Vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn đến từ Pool vì không ai bên phía của Spider Esports hỗ trợ cho anh ta cả. Pool có sách phép vừa rồi anh ta chuyển thành một cái lá chắn để giúp cho anh chàng này sống sót thêm một nhịp nữa. Và Viking họ cũng không thể nào chờ đợi được cái nhịp bộ kỹ năng của mình hồi ở nhịp tiếp theo để có thể lấy mạng của Pool. Nhưng bây giờ cái trụ đường trên đang bị báo máu liên tục bởi Nanawe cùng với cả BE. Còn đường dưới thì On trong tay của Sogan cực kỳ thoải mái trong việc trụ len 1v2. Đây là thời điểm mà Sogan đã có được quả dư dự triệu rồi. Nếu như đẩy được nhiều quá đến từ đối phương thì anh chàng này có thể bung ra cái trụ cuối luôn. Và hiện tại thì lượng tiền Viking Sport đang hơn đối phương tầm khoảng hơn 2k tiền. Bên phía của Sport họ chỉ có một con rồng duy nhất mà thôi. Viking thì họ có được 3 sâu. Và lượng tiền này nó đến từ một cái chiến công đầu cùng với chỉ số farm vượt trội ở tất cả các khu vực đường dành cho bên phía của Viking Sport. Chỉ đơn thuần là đi đường thôi đã thấy có những sự chênh lệch nhất định dành cho bên phía của Viking Esports rồi. Thì cùng xem là ở những mục tiêu lớn tiếp theo, ví dụ như là sâu 2, ví dụ như là rồng nguyên tố thứ hai, thì liệu rằng Spirit Esports có kiểm soát được nó hay không trước áp lực hiện tại đến từ cả ba khu vực đường của Viking Esports. Và để đội hình có hai đường đơn khỏe như bên phía của Viking mà có 6 sâu, nó cũng thực sự là một áp lực lớn. Như vậy là Viking họ sẽ có 3 xạ thủ trong ván thi đấu này khi mà Nanawe quyết định lên đồ theo hướng sát thương vật lý. Và trang bị mà anh chàng đang muốn hướng tới đó là một cái gương suy vong. Còn bây giờ thì đường dưới, hiện tại thì BE đã quay trở lại lane của mình rồi. Lão hóa tung ra, Nanawe đang cố gắng nhấp nhả một nhịp cực kỳ khó khăn dành cho Pool. Và không biết là anh chàng này có đủ để thời gian để xuống núi không, và xuống núi thì có hoạt động được nổi hay không khi bên phía bên kia Sogan cũng đang có được 94 chỉ số lính rồi. Tất cả các khu vực đường của Viking Esports đều đang xử lý tốt. Họ đều đang có được những lợi thế nhất định và Guri đang có một pha di chuyển ra khu vực đường giữa, tạo áp lực và chắc là trong khoảng thời gian không có mục tiêu như thế này sẽ chưa có đánh nhau đâu. Guri cũng chỉ muốn hỗ trợ cho KT một nhịp áp lực để đẩy đường khu vực đường giữa trước, sau đó thì họ sẽ cùng nhau để áp lực vào con sâu lượt 2. Vì sâu lượt 2 còn khoảng chừng 28 giây nữa nó sẽ xuất hiện và với vị trí đứng hiện tại thì Meliodas đang bấm B về ở khu vực đường dưới. Rừng lúc này cũng không còn nhiều bạo quái rừng để cả hai người chơi rừng có thể hướng tới. Rồng nguyên tố thứ hai thì nó cũng còn khoảng thời gian rất là lâu. Không biết là trong khoảng thời gian trống như vậy thì cùng với một món trang bị lớn đầu tiên, đó là một cái tụ bão dịch, liệu rằng Meliodas, Pool cùng với Richawan họ đã có đủ tự tin để giao tranh 3-3 cánh trên hay chưa? KT đang có chỉ số lính cực kỳ tuyệt vời, 119 chỉ số lính so với 95 chỉ số lính của Richawan. Đã ao rất nhiều chỉ số lính ở đường giữa này. Và KT tôi nghĩ rằng khi mà về nhà đã có được món trang bị lớn đầu tiên rồi, và để giúp cho Guri có thể can thiệp được con sâu ở khu vực sông trên này. Và bên phía của Viking tỷ lệ rất cao họ sẽ có 6 sâu. Nếu như server họ quá nân ná ở khu vực sâu này, họ có thể phải trả giá. Và cái phương án mà server họ đang muốn đưa ra đó là ganh lên Kennen, nhưng thực sự là tỉnh táo đến từ anh chàng Nanoe. Tôi nghĩ rằng không thể cạnh tranh được. Spirit Esports thứ nhất là họ chỉ có 4 người cánh trên, đối phương cũng có 4 người nhưng lại có cái dịch chuyển của Sogan. Nếu như có giao tranh diễn ra với một cú dịch chuyển của một con On đã có hỏa dương hiệu triệu, tôi nghĩ rằng nó sẽ là một thảm họa cho Spirit Esports. Mất 6 sâu thực ra cũng đã là một thảm họa rồi. Vì chỉ cần 3 sâu trước đó, Nanoe đã lấy được tới 4 lớp khiên trụ. Trụ một đường trên của đối phương một máu như vậy thì chắc là cũng chẳng có cách nào để bên phía của Spirit Esports có thể phòng ngự nổi. Bắt đầu đến khúc mà sau đó cực kỳ khó chơi rồi. Nếu như bằng tiền họ đã khó chơi chứ chưa nói tới bị ao tiền nhiều như thế này. Nanawe đang tiếp tục đẩy cao ở khu vực đường trên và có sự hỗ trợ đến từ Guri nữa. Pool có thể sẽ gặp nguy hiểm khi đây là lượng sát thương rất lớn. Một pha ràng buộc thành công, sau đó thì quyết định đến từ Viking Esports là xử lý trụ trước. Họ có được trụ một tòa bản đồ sau 11 phút hơn, gần 12 phút. Và cách biệt về tiền sau khi họ có được trụ một tòa bản đồ với 5 lớp khiên trụ
nó là con số hơn 4.000 tiền. Chỉ một mạng duy nhất thôi mà tranh nhau tới tận hơn 4.000 tiền. Và những con rồng tiếp theo thì bên phía của Viking họ sẽ nhắm tới con Nasus này. Khó rồi. Bây giờ không biết bao giờ mới xuống núi. Phút 20 chăng? Phút 20 khi đối phương đã ao đồ thực sự là nhiều. Bây giờ thì Meldas, chúng ta chưa thấy được một cái bô la băng nào nó thực sự là hiệu quả đấy từ anh chàng này khi mà đã đạt cái tốc độ 6. Và rất cần những sự tỏa sáng đến từ Meldas để cứu Cerberus ở trong cái bàn thua này. Còn nếu cứ đánh như thế này thôi thì lát nữa Viking họ sẽ ép mục tiêu ở bên phía Cerberus, không thể nào chạm tới mục tiêu bởi vì chạm là họ sẽ nằm xuống. Chiến thuật chưa bắt giới nuôi ngư ma vương, nhưng mà không phải ngư ma vương nữa, nuôi một con thần khuyển khu đứng trên. Nhưng thực sự là ván này Meliodas cũng thất nghiệp, anh ta cũng không làm được gì nhiều ngoại trừ kiểm soát một con rồng nguyên tố cả, và anh ta cũng không có cách nào để ganh khu đứng trên khi mà phía sau Nanawe lúc nào cũng có Bie, lúc nào cũng có Guri cả. Và bây giờ con Nasus này quyết định là all in với một cú chiêu cuối, nhưng cú chiêu cuối này chắc là chỉ để farm thôi chứ không có cách nào để tiếp cận con Kennen phía bên kia đã có dây thủy ngân cả. Và lần về nhà này của Nanawe chắc là anh ta sẽ xách ra một lượng trang bị rất lớn đây. Sẽ có gươm suy vong trên người của Nanawe. Và Guri cũng đã hoàn thành xong một cái mặt nạ rồi. Rồng sẽ xuất hiện trên bản đồ sau khoảng tầm vài giây nữa. Và Cerberus bây giờ họ đang không có chiêu cuối trên người của Poon. Poon thì có di chuyển trên người rồi, nên là nếu như muốn đánh ở tình huống này thì là thực sự là quá mạo hiểm dành cho Cerberus. Và có lẽ rằng bên phía của Viking sẽ là người tiếp tục kiểm soát con rồng này, chờ những cơ hội bắt lẻ đến từ Leona của Tahi hoặc là Meldas thôi. Phải có một tiền đề nào đó để bên phía của Cerberus có thể trở lại ván đấu. Nhưng tiền đề sẽ là gì đây khi con rồng nguyên tố thứ hai này đứng giữa của họ, Richard còn chưa có nổi một món trang bị lớn. Đứng dưới thì Slowzy mặc dù đã có được một món trang bị nhưng không biết lý do vì sao mà anh ta mất máu nhiều đến như vậy. Và họ đang bị mở bởi hỏa dương hiệu triệu của Shogun. Cú hất tung đến từ hỏa dương hiệu triệu nó không được đưa ra vì đó là một tình huống mà Shogun đã húc trượt. Trước đó thì xung kích vòng cháy của anh ta nó cũng chỉ ép được tốc tiến của Tahi mà thôi. Nhưng họ cũng thực sự là không cần có nhiều mạng lắm. Họ chỉ cần đẩy lưu đối phương khỏi các mục tiêu, kiểm soát mục tiêu và farm tốt thôi đã thấy chênh lệch quá nhiều rồi. Guri sẽ kiểm soát con rồng này, và đây là con rồng đầu tiên mà họ có, đó là Viking. Nhưng những con rồng tiếp theo thì Viking họ sẽ nhắm tới linh hồn rồng trong ván thi đấu về linh hồn rồng lửa. Tất nhiên rồi, đây là một linh hồn rồng mà rất mạnh. Ở đường giữa có giao tranh với nhau, KT đã hoàn thành xong móc diệt thể quái. Nhiều Richard One nhấp nhả tốt, lướt lên bắn móc diệt thể quái, thanh trừng tung ra lướt qua trụ này. Richard One còn sống một chấm máu trên người, nhưng những áp lực vẫn chưa dừng lại đây. Cần có người hỗ trợ dành cho Richard trong tình huống này, và đang có những sự di chuyển ra đến từ bên phía của Cerberus Sport, nhưng mà Meliodas lại không còn cái bộ la băng hàn nữa. Họ không có công cụ để có thể tiếp cận được KT trong tình huống này. Họ đang đẩy đội hình lên cánh trên để cạnh tranh con sứ giả với bên phía của Viking Esports. Vì để đội hình có 6 sâu cùng với một con sứ giả, tôi không biết là dàn trụ ngoài bên phía của Cerberus Sport sẽ còn lại bao nhiêu cái nữa. Lúc này là trụ một khu vực đứng dưới của Cerberus Sport cũng không còn. Thiên đình kiếm trượt của Tahi, họ đang bắt đầu tìm một cách nào đó để có thể trở lại ván đấu, nhưng càng tìm lại càng thấy khó khăn. Đây là một tình huống mà rất bí đến từ Tahi cùng với cả Meldas, thực sự là khó rồi. KT sau khi mà anh ta đẩy lui đi Chao Wan thì vẫn chưa về nhà mua đồ, có di chuyển hồi rồi. Từ đó KT anh ta sẽ tiếp tục tham gia những tình huống giao tranh tiếp theo. Bie với một cái lượng hồn ổn, sải tay của anh chàng này bắt đầu xa theo thời gian. Sứ giả khe nứt là mục tiêu bên phía của Cerberus, họ đang muốn tập trung đi chung với nhau. Đây phải là thôi. Có vẻ như là cơ hội, tôi nghĩ rằng nó là cuối cùng. Thực sự là khó, nếu không đánh thì là khoai. Và Tahi hất tung chỉ trúng một người bởi Shogun sẽ phải lùi về một nhịp. Nhưng tạm thời thì Viking cũng không vội vàng làm gì cả. Đường trên có đánh nhau, sứ thả được kéo ra. Và Nanoe tiếp tục bị go. Nanoe anh ta bị làm chậm tốc biến về Poon. Solo kill. Cuối cùng thì con Nasus của Poon cũng đã lên tiếng ở trong ván đấu này. Và khu vực sông cũng đang có đánh nhau, hỏa dương hiệu triệu đến từ Shogun nhưng không cứu được đồng đội của mình. Và đó là Maokai của Guri lên bản đếm số. Shogun vẫn tiếp tục húc thẳng vào người của Tahi và anh ta gỡ được một mạng, nhưng sau đó anh ta phải tốc biến đi thôi vì thần khuyển của Poon bắt đầu di chuyển xuống. Và anh ta đang có một cái tốc biến trên người để xem là tình huống giao tranh 3v4 của Viking Sport sẽ như thế nào đấy. Thành Trừng có sát thương đến từ KT và ngay lập tức Meliodas lên bản đếm số và tốc biến lên đến từ vị trí của BE để có thể dứt điểm Richard One. Vẫn là một tình huống trao đổi có lời cho bên phía Viking Sport. Viking Sport họ vẫn có lời về mạng ở pha trao đổi vừa rồi. Đây là một tình huống 3-4. Nhưng rõ ràng Viking Sport với lợi thế về đồ, với lợi thế về sức mạnh đến từ một con Senna cùng với cả On ở vị trí phía sau. Và từ đó thì họ lấy luôn mạng của Meliodas cùng với cả anh chàng Winchaban kia. Sau đó thì họ sẽ lấy luôn cái trụ đầu tiên đứng giữa và lấy luôn con sứ giả tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này khi mà một con Maokai chưa có nhiều trang bị chống chịu thì anh ta lại phải lên bản điểm số ngay lập tức. Viking họ tới cứu nhưng cứu không đủ kịp thời. KT bị nhắm tới nhưng bắt buộc phải sử dụng tốc biến qua tường. Và khi đó cái nhịp chiêu của Viking Sport đã hồi, trong đó thì nhịp chiêu của Cerberus lại chưa có ở thời điểm này. Và từ đó thì họ lao tới tấn công với một thành trường rất nhiều sát thương. Sau đó thì họ lấy mạng Meldas cùng với cả Richard One khi BE tốc biến lên với một cái lượng hồn rất nhiều ở trên người chơi hỗ trợ của Viking Sport.
đổi qua đổi lại thì vẫn thấy bên phía của Viking đang là những người có được ưu thế nhỉnh hơn. Và sau 17 phút họ đang dẫn trước đối phương con số hơn 6.000 tiền tại thời điểm này. Mặc dù thì vẫn có những sự gỡ gạc cho bên phía của Sabre Sport, nhưng liệu rằng một mạng dành cho Pool nó có đủ để anh ta thực hiện một con Nasus đẩy lẻ với áp lực nhiều hơn nữa hay không? Một pha bủa vây đến từ bộ ba bên phía của Sabre Sport nhắm tới một Nanoe người không còn phép bổ trợ tốc biến. Có Bia ở đây và có thêm cả dịch chuyển đến từ On của Shogun nữa. Tai đang là người bị kẹt lại phía sau và anh ta sẽ nhận rất nhiều sát thương, và có vẻ như Sabre Sport sẽ bỏ anh ta. Sẽ bỏ anh chàng này thôi, bởi vì la vào hơi sâu, một cú dịch chuyển khá là chí mạng. Ở đường dưới này, ở đường trên này sao, Huri đẩy lui đối phương về. Pool có một quyển thần kích hoạt lên. Và hiện tại thì anh chàng này lùi về thành công khi KT đứng ở một vị trí quá xa. Và hiện tại thì Zerub họ đang tìm cách gỡ những cái lượng tiền càng ngày càng giãn theo thời gian. Và con sứ giả khe nứt thì đã được lấy trước đến từ Viking Sport rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Viking họ sẽ thả sứ giả này ở đâu đây. Pool cố gắng tìm đối phương nhưng đối phương đã lùi về được rồi. Với áp lực 6 sâu thì Viking Esports đã có được tổng cộng đó là 3 trụ của đối phương. Và với 3 trụ này họ đang dẫn trước rất nhiều về mặt thế trận, cả về trang bị lẫn cả tầm nhìn trên bản đồ. Và Lucian đứng giữa trong tay của KT đã có được món trang bị thứ hai, đó chính là một cái lưỡi hái linh hồn. Đây là một Lucian rất mạnh, trước phút 20 đã xách ra tới 2 trang bị chấn phái. Và nhìn vào đội hình bên phía của Sabre Esports thì họ sẽ cần phải đóng thêm nhiều giáp nữa thôi, do là sát thương đội hình bên phía của Viking Esports ván đấu này sẽ rất nhiều sát thương vật lý. Đúng là như vậy, những đóng giáp thì lấy cái gì mà đam vào người của Shogun ở thời điểm này. Sắp sửa có món trang bị lớn thứ hai là vỏ bọc thích nghi rồi, thì còn On ở thời điểm hiện tại gần như là bất tử với sự hỗ trợ từ BE ở vị trí phía sau nữa. Đây là cặp đôi của Viking Sport đã đến ngưỡng sức mạnh họ có thể bùng nổ trên bản đồ, và họ đang đi chung với nhau nữa. Con rồng tiếp theo chuẩn bị xuất hiện, 23 giây nữa nó sẽ có mặt ở trên bản đồ. Và thời điểm này Sabre họ đang muốn tìm được ra con khu vực hàng rồng, nhưng đánh nhau thì Viking Sport họ không hề ngán. Liệu rằng có một pha mở trước hay không khi bộ đôi Tai và Meliodas đã là những người di chuyển ra sông trước, nhưng họ lại không có những chủ lực đứng kế bên. Và vì vậy có mở họ cũng sẽ không có sát thương. Họ quyết định là tiết kiệm tài nguyên lại để đánh một pha giao tranh all-in ở tại thời điểm họ vẫn đang thua khá là nhiều về mặt trang bị. Một pha chủ động lao lên với cấp độ 12 đến từ Shogun, nhưng anh ta mất máu là khá nhiều. Anh ta cố gắng rút ra, anh ta bị dính một tình huống bola băng hàn và anh ta nằm xuống với mạng shutdown dành cho Slowzy. Nhưng Kennen của Nanoe tiếp cận với bão sấm sét và anh ta có sát thương. Maokai của Guri lại là người có được double kill. Phía bên này thì Pool đang quẩy. Pool có mạng của KT nhưng sau đó anh ta đang bị kẹt lại. Anh ta bị đánh tay liên tục bởi vị trí BE. BE chưa có sát thương dứt điểm. Tốc biến lên bổ quy và mạng double kill dành cho Slowzy. Triple kill dành cho Slowzy. Nhưng sau đó thì anh ta cũng phải nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về Guri. Tình huống solo 1v1 giữa BE và Pool. Pool hết máu, Pool đang bị nhấp nhả thả diều liên tục. BE đánh tay gãi từ nhà đến trường. Và sát thương của anh ta liệu rằng có đủ hay không đây? Hụt máu lại đến từ Pool. Nhấp nhả liên tục và một chấm máu. BE chưa có đủ sát thương, anh ta thanh tẩy, anh ta cố gắng dí theo nhưng cũng không đủ sát thương. Và đây là một pha giao tranh 4 đổi 4 đến từ cả hai team. Hiện tại Tahi đang tới rồi, Tahi đang muốn tìm vào người của BE. Một tình huống 4 đổi 4 cũng là thành công bởi Sabre rồi. Và tình huống đó có vẻ như là một thành viên ở đó lao vào hơi sâu. Đó là On trong tay của Shogun. Shogun lên bản đường số cực kỳ nhanh, nhưng anh ta cứ câu kéo được cái lượng sát thương cực kỳ khổng lồ nữa. Hơn nữa thanh trừng này được Tahi chắn. Và từ đó thì bên phía của Viking Esports họ cố gắng để có thể phản công. Như ở bên này thì Kennen, đây là con Kennen sát thương vật lý. Do đó thì cái khả năng gây sát thương với cái chiêu cuối không thực sự là ấn tượng. Và khi đó Pool ở vị trí phía dàn phía bên ngoài gõ từng thành viên của Viking Sport nằm xuống. Và từ đó thì chúng ta được chứng kiến một pha BE cùng với cả Pool hách não nhau từng ly từng tí một. Nhưng đó là một tình huống 4 đổi 4 mà thôi, rồng chưa ăn đến từ cả hai team. Và ở tại con rồng nguyên tố này thì những phép bổ trợ tốc biến của cả hai bên cũng sẽ bị thiếu đi một vài cái. Đang là một tình huống dịch chuyển đến từ Nasus của Pool và anh ta sẽ đáp xuống với khoảng chừng hơn 300 Q, 372 Q. Anh ta có chiêu cuối, hỏa dương hiệu triệu đẩy thẳng vào người của Pool cho tình huống này. Rồng đã thuộc về bên phía Viking Sport. Pha bọc sau đến từ Kennen, nhưng Kennen AD không có nhiều sát thương với cú chiêu cuối của mình. Tốc biến hất tung tốt đến từ Shogun. Và sau đó sát thương tuyến sau đến từ hai xạ thủ của Viking Sport bắt đầu lên tiếng. Hạt thông nổ đến từ Meliodas rất mù mắt và anh ta nằm xuống chung với hai thành viên của Sabre Sports khác. Và đó là một tình huống 1 đổi 3 tới từ Naue. Lần này thì Viking họ đã làm tốt hơn trong việc vô hiệu hóa sức mạnh của con Nasus rồi. Từ đó thì Pool nằm xuống rất nhanh và anh ta không làm được nhiều điều. Ở bên phía bên kia thì Sabre họ cũng đã lấy mạng của Naue khi mà con Kennen này bị lọt giữa vòng vây của đối phương. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống mà Pool bị giữ chân lại ở một cái cự ly và một cái thời gian vô cùng lâu. Naue là một Kennen thì anh ta bọc sau không thực sự là quá mạnh theo hướng sát thương vật lý như thế này. Nhưng rõ ràng là cái gì mà anh ta đã làm là đủ để giúp cho Viking họ tràn lên ở một góc hẹp như thế này. Và một cú hạt thông nổ cực kỳ bom đến từ Slowzy đã khiến cho Meliodas anh chàng này phải nằm xuống. Và từ đó thì Viking họ có một pha giao tranh thành công. Hơn nữa thì họ cũng sẽ có được một con rồng lửa. Và con sứ giả thả xuống ở đường dưới này thì cũng đã giúp cho Viking họ có được cái trụ thứ hai.
Và sau khi có được trụ hai khu đường dưới của Subway Sport thì Viking Esports đang có cái cách biệt về tiền lên tới 9.000 tiền ở phút thứ 22 của ván đấu cùng với 2-1 về dòng nguyên tố. Họ cũng đang có một đội hình bắt đầu đúc đồ đến từ on của Shogun. Trong khi đó thì Nasus vẫn đang rất chịu khó thăm ngàn của Pool với gần 400 Q có được. Nhưng tôi cảm giác là Viking Esports bắt đầu dành nhiều sự chú ý hơn dành cho con Nasus này trong giao tranh. Liên tục là nhiều khống chế, kể cả có giày thủy ngân có chiêu cuối, nhưng anh ta vẫn không chịu nổi lượng sát thương đến từ các thành viên của Viking Esports. Và đến thời điểm mà Shogun bắt đầu đúc đồ rồi, 9.000 tiền này là 9.000 tiền hiện thực thôi. Còn nếu như tính những cái lượng đồ cộng thêm đến từ một cái bài on nữa thì rõ ràng là bên phía của Viking họ đang hơn đối phương là quá nhiều. Thậm chí họ đang muốn tấn công con Baron này. Họ đang ăn Baron thẳng chăng? Tôi nghĩ rằng họ đang ăn Baron thẳng đó. Một quyết định ăn Baron sớm đến từ bên phía của Viking Esports. Super Esports có thông tin Meliodas cũng còn trừng phạt, và vì vậy Viking Esports muốn mở hỏa dương hiệu triệu nhắm thẳng vào người của Slowzy, dính thêm cú giằng buộc hắc ám soi dọi và tất cả mọi thứ bồi vào đến từ bộ đồ đường dưới của Viking Esports, khiến cho xạ thủ của Slowzy Esports không kịp ứa gì cả vì anh ta chẳng có bất kỳ phép màu trợ nào. Không có thanh tẩy cũng không có tốc biến, và Slowzy nằm xuống ngay lập tức. Viking bây giờ họ tổ chức tấn công Baron. Pool đang chạy tới nhưng đây là một con Assert, nếu như bằng người thì đã khó chơi rồi. Thiếu người này Slowzy họ không thể nào tìm được ra một tình huống tiến ra khu vực hàng Baron này. Và Meliodas với con bài Sejoni đang bị vô hiệu. BABE cũng cẩn thận đến mức này, ta tốc biến về nữa. Baron đã có rồi, thanh trừ tung ra. Ui, lưới thiên nhiên tung ra nó cực kỳ đẹp. Pool thấp báo, Pool nằm xuống. Ba sấm sét là đấy cũng đẹp, cầm kém KT đang bắn. Và từng thành viên của Sejoni họ nằm xuống rồi. BABE đang ngăn cản một con Sejoni này. Và Baron dành cho Viking. Tình huống bắt lẻ tốt tới từ bộ đôi Shogun và BE trước đó khiến cho Series Sport thiếu người và không có ai hỗ trợ Meliodas trong việc tiếp cận Baron để cạnh tranh trừng phạt với Guri cả. Và sau khi có Baron, Viking Esports còn đánh ngược trở ra với rất nhiều sát thương cùng với một tình huống mà họ lấy được rất nhiều mà hạ gục sau Baron nữa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống mở ngược trở ra với cường lực thiên nhiên của Guri. Mặc dù anh ta nằm xuống nhưng không sao cả, đồng đội của anh ta có nhiều khoảng trống để gây sát thương. Và rõ ràng là Pool không thể tiếp cận được vào những chủ lực tuyến sau của Viking Esports khi đứng tuyến đầu là Maokai, là On, quá nhiều những dàn chống chịu nhiều hiệu khống chế. Không biết là giờ anh ta dở cái thông tin khi mà nằm xuống thì không biết là cái thời gian hiệu khống chế lên người của anh chàng này là bao nhiêu lâu nữa. Quyền lực thiên nhiên rồi, chói rồi thì bão sấm sét các thứ các kiểu dồn vào, không thể nào hoạt động được với một cái bài này sớt này. Và hiện tại lượng tiền chênh nhau đã lên tới con số 13k tiền rồi. Và Lucian của KT đã có móc diệt thể quá được nâng cấp lên. Và hiện tại sẽ có thêm một món được nâng cấp nữa khi mà on của Shogun cũng đã có cấp độ 15 rồi. Thậm chí là ván này KT còn an toàn tới mức lên hẳn một cái khăn giải quật ở món trang bị thứ 3 để tránh hiệu không chế đến từ Leona cùng với Sejuani, hoặc là cái lão hóa đấy từ Nasus cũng là một kỹ năng rất là khó chịu, có thể khắc chế bằng khăn giải thuật. Và trong tình huống giao tranh, nếu như Lucian 3 món trang bị trong đó có một đồ đúc được bắn thì tôi không biết là chống chịu bên phía của Super Esports hiện tại nó sẽ chống chịu trong bao lâu. Và thực sự đang là một thế trận quá áp đảo cho bên phía của Viking Esports. Chờ xem là họ sẽ dùng con Baron đầu tiên này để kết thúc ván đấu như thế nào mà thôi. Đúng là như vậy, bởi vì cái ván thi đấu này đã tuột khỏi tầm tay rồi. Bây giờ có hỏa dương hiệu triệu tung ra, đang có thất tung vi chơi quan, không thở nổi. Còn cái quyền lực thiên nhiên đang dư kìa. Và ngay lập tức có hắc ám soi dọi. Slowzy đang tiếp tục bị làm chậm, anh ta lết về những cái trụ này thì không thể nào bảo vệ được. Viking họ đang tràn lên và họ sẽ có luôn cái nhà lính ở đường giữa này. Đồng ý là cánh trên của Viking rất khỏe, nhưng mà bộ đồ đường dưới của họ cũng đang đóng góp rất là tốt ở ván này. Sẽ có những pha mà họ hạ gục đối phương ở khoảng cách cả một cái màn hình. Cụ thể thì trước đó Slowzy bị bắt ở khu vực đường giữa, mất Baron, vừa rồi thì là Richard One cũng bị bắt một kịch bản tương tự. Và đây là một tình huống bật chiêu cuối đến từ Pool, quay người trở lại tấn công Nanoe. Bộ là băng hàn thành công nhưng sát thương đến từ Pool có vẻ sẽ là chưa đủ. Anh ta bị hất tung liên tục, anh ta cố dướn để có cái bàn của Pool và sau đó lên bảng đếm số. Sau đó tuyến sau thì KT đang bắn thẳng vào người của Slowzy. Slowzy nằm xuống, Tahi và Meliodas, những người không có sát thương cũng đã lần lượt lên bảng đếm số với double kill dành cho BE, triple kill dành cho BE. Ván đấu kết thúc sau hơn 25 phút. Một ván thi đấu rất dễ dàng bởi Viking Esports họ đã triển khai đúng với chất tướng của mình, đúng với đội hình của mình, và hơn nữa thì họ đã có giai đoạn đi lên, được đánh giá là nhỉnh hơn hẳn so với đối phương. Và họ sẽ kết thúc ván thi đấu này. Richard One sẽ là mục tiêu tiếp theo, quét sạch dành cho Viking. Một ván thi đấu mà gần như họ đã snowball hoàn hảo. Một ván đấu thực sự rất là hủy diệt đến từ bên phía của Viking Esports. Cũng phải có lời khen cho Pool với các bài Nasus mà anh ta cũng đã có được một pha solo kill và có được những tình huống quẩy giao tranh cũng rất tốt, nhưng một con Nasus ở khu vực đường trên là không đủ. Khi phần còn lại của Series Sport, ngay từ khâu đi đường chúng ta đã cảm nhận được sự chênh lệch đến từ cả hai bên. Đúng là như vậy, thực sự thì ván thi đấu này không cần phải làm gì nhiều đến từ anh chàng Guri, bởi vì những cái người chơi đi đường của họ đã